Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những con giáp gặp đại thảm họa trong ngày 28 tháng 10 âm lịch. Quý vị cùng chiêm nghiệm xem có đúng không nhé. Thưa quý vị, mặc dù khoảng thời gian trước đó, những con giáp này có thể có những tháng ngày yên bình, thu nhập tăng 9 con số, nhưng tử vi học có nói, khoảng thời gian từ ngày 28 tháng 10 trở đi sẽ là lúc thử thách sự chịu đựng của họ. Tuy họ vẫn luôn cố gắng hết mình, nhưng công việc bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng những gì họ thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, những con giáp này còn gặp hạn tiểu nhân, nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu. Trong công việc thường ngày, có thể gặp phải không ít sự ganh đua, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp do bất đồng quan điểm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Thân. Công việc trở ngại vì lâm tương xung, bản mệnh hay bị điều chuyển công tác, vị trí hoặc phải làm hộ việc cho người khác. Đôi khi còn làm ơn mắc oán, giúp người nhưng không được câu cảm ơn mà còn bị trách ngược lại. Vận tình cảm không may mắn vì ngũ hành mộc khắc kim, trong chuyện tình yêu bạn khá vụng về. Nhiều người lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình vì kén chọn, khó yêu, khó chiều hay bị gia đình nhắc nhở đến đau đầu. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh, không may cho người tuổi Thân là vận khí đi xuống, vận trình tiềm tàng hung hiểm, hành sự thận trọng. Thị phi đầy rẫy, tay bay vạ gió khó tránh, mệnh chủ tập trung làm tốt công việc của mình, bớt quản chuyện bao đồng mới mong tránh được thị phi. Công việc đầu năm tuy chưa áp lực nhưng bạn cũng cần phải tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót khiến uy tín bị giảm sút. Tài vận trong tháng ở mức khá, tuy nhiên trong ngày lại có nhiều khoản cần phải chi, trong khi đó thu nhập cố định nên tiêu pha hợp lý, tránh để cuối tháng phải rơi vào tình cảnh vay mượn. Bù lại, đường tài lộc được thực thần chiếu cố nên có lộc nhiều hơn mọi ngày. Thân là con giáp giỏi giữ tiền, phòng thân nên rất tiết kiệm, được người khác mời đi ăn hoặc đi chơi mới là chính. Bạn nên rời lịch ăn chơi đến cuối tuần cho thư thả. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Dậu. Ngày 28 tháng 10 âm lịch của người tuổi Dậu chịu ảnh hưởng nặng nề từ bệnh phù hung tinh. Chú ý dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, đi đứng thận trọng, kẻo bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ. Một số người thể trạng yếu càng phải chú ý bảo vệ thân thể, tránh bệnh cũ tái phát, khó mà điều trị dứt điểm. Về công việc, bên cạnh quý nhân giúp đỡ cũng có tiểu nhân quấy phá, dù làm gì cũng phải thận trọng, dựa vào sự nỗ lực của mình là chính chứ không trông cậy vào người khác. Làm việc cần tính toán kỹ càng, lập kế hoạch chu toàn sẽ tránh những sai sót không đáng có, đảm bảo vẫn đi tới kết quả khả quan. Vận lâm thương quan nên bản mệnh dễ bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền lợi trong công việc. Đi đâu làm gì cũng phải ý tứ, nói xấu ai cũng phải ngó trước ngó sau một chút. Dậu thông minh nhưng còn thiếu sự khiêm tốn, khéo léo để công việc được như ý. Trong ngày 28 tháng 10 này, gặp cục diện mộc khắc kim khiến tuổi Dậu đau đầu về mặt tình cảm khá nhiều. Nhiều bạn nam tuổi này vẫn chưa lấy được vợ là do kén cá chọn canh, quá ham chơi. Người có gia đình thì áp lực cơm áo gạo tiền nên hay gắt gỏng với con cái, cha mẹ. Tuổi này hôm nay không nên mong cầu tiền bạc mà nên cầu sức khỏe. Gần đây bạn ăn uống ngủ nghỉ thất thường khiến sức khỏe giảm sút. Muốn kiếm được tiền thì cơ thể phải thật khỏe mạnh, đừng tham công tiếc việc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Sửu. Trong ngày 28 tháng 10 âm lịch, vận trình tuổi Sửu càng ẩn không ít biến động, hành sự thận trọng, lấy tĩnh chế động, không được nóng vội, kẻo lợi bất cập hại. Sự xuất hiện của kiếp tài có thể mang điềm báo phá tài, hao tài, cần lên kế hoạch chi tiêu rõ ràng, có sự phòng bị từ trước sẽ tốt hơn là tùy cơ ứng biến. Đồng thời tránh xa các trò cá cược đỏ đen, may rủi, kẻo lại trắng tay. Trong ngày hôm nay, công nghiệp của nam mệnh tuổi Sửu có phần thuận lợi hơn nữ mệnh. Bạn được Thái Dương cát tinh chiếu rọi, thúc đẩy khả năng sáng tạo và tư duy của người lãnh đạo, sẽ gặt hái không ít thành quả xứng đáng, cơ hội thăng tiến rộng mở.
Hôm nay, Sửu đi làm khá thị phi và hay có kẻ thích cạnh tranh với bạn vì có kiếp tài chiếu mệnh, đặc biệt là những bạn làm chủ thầu, quản lý, cẩn thận lại bị cấp dưới chơi xấu. Làm việc gì cũng nên trực tiếp xem xét, ghi chép lại để phòng trường hợp xấu xảy ra. Tuy nhiên đừng tình cảm đi xuống vì cục diện mộc khắc thổ, bạn phải học được cách phớt lờ những đánh giá từ bên ngoài, nếu không thì vẫn còn khổ tâm nhiều. Không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bên ngoài mà họ thể hiện nhé, kể cả bạn bè chơi với nhau lâu. Sống cần lắng nghe để phân biệt đúng sai mà học hỏi thêm. Mặt tình bạc làm ăn cũng vậy, thời gian này đừng hấp tấp đầu tư bất động sản, góp vốn làm ăn hay mua cổ phiếu, nguy cơ mất trắng rất cao. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Dần. Ngày 28 tháng 10 của người tuổi Dần có thiên quan lâm vận, những trục trặc trong công việc xảy ra trong hôm nay thường xuất phát từ cấp trên. Bạn đừng trách bản thân, đôi khi cái sai không đến từ bạn mà đến từ lãnh đạo. Mặt tình cảm như hai hành mộc tương hòa nên cũng ổn định hơn ngày trước. Những giận hờn trong các mối quan hệ dần được xóa bỏ. Khuyên con giáp này bớt ôm mối hận, hoan hỉ để tích phước cho mình. Dần được khen là biết cân đối chi tiêu trong gia đình, không tiêu hoang. Bạn làm được ăn được chứ không bám víu ai bao giờ, không ai dám ngăn cản, chê bai bạn được nửa câu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Thìn. Ngày 28 tháng 10 âm lịch này có tỷ kiên chiếu vận, nhớ cẩn thận với bạn bè làm ăn chung, đồng nghiệp vì họ không thánh thiện như vẻ bề ngoài. Có khi bạn bị đâm sau lưng từ lúc nào mà không hề hay biết, công việc trục trặc cũng từ đó mà ra. Cục diện mộc khắc thổ khuyến khích con sắc này bộc lộ cảm xúc thật, đừng che giấu. Gần đây tâm trạng không thoải mái là do không tâm sự với gia đình, bạn bè thì xa lánh, lúc khó khăn không thấy mặt, lúc có ăn uống là đến đông đủ, bạn bè như vậy nên nghỉ chơi. Là con giáp giỏi kinh doanh, thông minh, nhưng vì dịch bệnh nên việc kiếm tiền khá khó khăn. Nếu biết mở miệng hỏi những người có kinh nghiệm thì sẽ đỡ hơn nhiều. Các bạn tuổi Thìn hôm nay không nên khai trương, mở hàng hay vay tiền làm ăn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Mùi. Tử vi cho biết công việc của tuổi Mùi gặp kiếp tài nên có trục trặc liên quan đến cấp dưới, đồng nghiệp nhỏ tuổi hoặc bạn bè. Bạn sống quá là hiền hậu nên hay để người khác qua mặt, nói xấu sau lưng. Làm gì cũng phải cứng rắn, ăn to, nói lớn thì người ta mới sợ bạn, không dám đặt điều bôi nhọ. Vì cục diện mộc khắc thổ nên hôm nay bản mệnh phải kiềm chế tính cách nóng nảy, kẻo xung đột với hàng xóm, bạn bè. Có những chuyện gắng gượng một chút thì sẽ qua thôi, một điều nhịn, chín điều lành, tích phúc cho bản thân. Tử vi nhắc bạn hãy thận trọng khi giao dịch với tiền bạc, đầu tư vốn ngay bây giờ có thể có những kết quả rất tiêu cực. Việc khai trương, chơi hụi, chung vốn làm ăn nên tạm hoãn lại. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 6 con giáp xui xẻo nhất trong ngày 28 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!